sớm đi con. Con mệt dạ. Cả ngày nay rồi đó. Con đi ngủ nha má. Anh, hôm nay anh có mệt lắm không? Anh đâu có mệt gì đâu. Mẹ con em mới là người mệt nhất. Thôi, mình đi ngủ nha. Anh, hôm nay là tân hôn của vợ chồng mình mà. Anh biết, nhưng mà em đang mang thai, anh sợ ảnh hưởng tới con. Em đâu có nói chuyện đó đâu. Ý em nói anh phải hôn con với em chứ. À, con của ba, không biết á là giờ này con đang làm gì ha. Đến nghe thử coi con có nói chuyện với anh không. Anh có nghe con nói gì không? Sao con nói chuyện gì với anh hết vậy? Có khi nào con bị gì rồi không? Con nó còn nhỏ xíu à, vài tháng nữa anh mới nghe được. Vậy hả? Tại vì mấy chuyện này anh không có rành lắm. Thôi, ngủ nha. Thành, anh ngủ đi hả? Khuya rồi, ngủ đi em.